Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để dựng hình từ một cái hình nhỏ như thế này sang một hình lớn như thế này ha. Và trước tiên thì mình muốn các bạn hiểu được cách mình đo như thế nào đó. Rồi các bạn sẽ dỡ hình dung ra trong quá trình mình đo ha. Đầu tiên thì mình sẽ cho hai điểm. Đó. Hai điểm thì các bạn muốn lấy tâm của hai điểm này thì sẽ lấy bằng cách nào? À, thí dụ muốn lấy mình không biết cái điểm chính giữa của hai cái đoạn này là điểm nào thì mình phải đo. Thì đo thì dùng cái bút chì này để đo nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình chỉ phỏng đoán thôi. Thì mình phỏng đoán tầm đây là chính giữa thì mình đỡ vào cái bút chì. Và mình lấy cái đầu đầu ngón tay này mình chặn ngay chỗ điểm này, điểm đường gạch ngang này, sau đó mình nhớ cái điểm mà cái đầu bút chì nó đang đứng nha các bạn, đang đứng nha. Sau đó mình đưa lên cái tay vào chỗ đó, nếu cái đầu này bút chì nó dài hơn, tức là cái đoạn này nó đang ngắn hơn cái đoạn dưới này, thì mình sẽ trở lại và mình sẽ thụt cái bút chì trở lại một xíu. Sau đó mình tiếp tục so sánh lên thì nó vẫn còn dài hơn một xíu, thì mình tiếp tục đưa xuống và mình cho ngắn lại một xíu nữa, ngắn lại một xíu nữa thì mình đo lên đó, thì nó là cân bằng rồi. Thì các bạn đưa trở lại ngược lại đó, thì đây chính là cái đầu bút, đây chính là tâm của hai điểm, hai cái đoạn của tâm của cái hai cái đường thẳng này nha các bạn, hai đường gạch ngang này đó. Thì đó, thì đây là tâm của hai đường gạch ngang, các bạn đo lại. Các bạn đo lại thì đúng nha. Nó vẫn thì đoạn đây nó vẫn còn dài hơn một xíu thì mình sẽ đưa xuống một xíu nữa. Đó thì các bạn đưa đo lại. Thì chính xác rồi hả? Đó thì đó là cách mình tìm ra một cái điểm bất kỳ nào đó mà mình chưa biết được. Thí dụ như mình tìm đoạn giữa ở đây thì mình đo tiếp tục, mình chia hai này ra, thì phương pháp đo là nó như vậy. Thì và áp dụng như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ chọn hai điểm bất kỳ, hai điểm trong cái hình mẫu này, làm các bạn phải ghi nhớ nha các bạn. Thông thường thì mình sẽ chọn điểm dưới cằm này và điểm trên đầu này, hoặc là mình sẽ chọn điểm dưới cằm này tới cái vùng chân mày này, hoặc là điểm bất kỳ nào đó mà mình có thể ghi nhớ rõ ràng ha. Thì mình chọn hai điểm này, hai điểm này các bạn có thể đơn, nếu các bạn mà đơn nó nhỏ quá thì khuôn mặt của các bạn, khuôn mặt của bức vẽ của các bạn nó sẽ nhỏ lại, và nếu các bạn đưa cho nó to quá thì cái mặt, khuôn mặt các bạn nó sẽ lớn lên ha. Thì đầu tiên thì mình nghĩ các bạn nên vẽ cái trục mặt ra. Đó, vẽ trục mặt ra. À, rồi tiếp theo đó thì các bạn chọn hai điểm. Hai điểm này là các bạn sẽ làm chúng trong quá trình đo, thì các bạn sẽ đo đi đo lại, lấy hai điểm này đo rất là nhiều. Đó. Thì khuôn mặt của cái bản vẽ này ở tầm khoảng này thì mình sẽ ước lượng nó, khuôn mặt mình sẽ cho ở đó khoảng tầm này. À, thì kèm mình sẽ cho này thì mình đó, ở đây. Cái nhạc vào như nó vào. À, thì hai điểm này các bạn có thể cho thoải mái tự nhiên. Tại nó rồi sau đó mình sẽ dùng hai điểm này để mình đo lại. Ok. Tiếp theo đó thì mình sẽ lấy, mình muốn tìm một cái điểm nào đó ở trong khuôn mặt. Thí dụ bây giờ mình sẽ tìm cái điểm này, cái đường này. Đường trong mày này, mép trên của trong mày đây, thì mình sẽ đo như thế nào? Đầu tiên mình sẽ dùng cái bút chì này mình đo lên này, đo từ cằm lên cái đường đó, sau đó mình giống lên cái so với cái đoạn này nè, thì nó dài hơn một xíu đúng không các bạn? Thì cái đoạn mà dài hơn một xíu này nó ngắn, nó nhỏ lắm, các bạn có thể ước lượng được. Thì các bạn chỉ cần cho cái đoạn ở đây nó dài hơn cái đoạn này một xíu, dài hơn khoảng ở trên đây nè,
là được nè. Ví dụ mình cho đây, đưa lên thì nó ngắn hơn là nó không đúng nha các bạn, thì mình sẽ phải cho nó dài hơn cái đoạn trên đây một xíu đó, thì mình sẽ đo cho nó tầm đây đi, thì mình đo lên đó, nó dài hơn một xíu nè, nhưng mà cái hình này nó nhỏ, còn hình này nó lớn thì nó dài một xíu này, thì mình cảm thấy vẫn chưa đủ nên mình sẽ dích cho nó dài thêm một xíu nữa, dài thêm một xíu nữa đó, thì tầm này đó, thì đó là đó, nó dài hơn nhiều một khúc này, thì hồi nãy bên kia nó dài hơn một xíu này đúng không, thì cái hình lớn hơn thì mình cho dài hơn một xíu này, thì mình sẽ ra cái đoạn đường chân mày ngang qua đây đó, thì mình sẽ đưa, nếu mà cảm thấy ok cái khoảng cách này ok rồi mình sẽ đưa lại này, xem mình gạch ngang qua đây. À, đây là cái đường đường chân mày các bạn, thì đây là cái đường chân mày này, đường mép trên chân mày hả. Rồi tiếp theo đó các bạn muốn lấy cái đường đường chân mũi này hoặc là cái đường chân tóc ở trán này thì các bạn đo kiểu sao, thì cũng tương tự như vậy các bạn sẽ đo lên. Thí dụ bây giờ mình lấy cái đường chân mũi đây này, thì mình đo sẽ đo từ dưới cằm lên nè, chân mũi so với cái dùng xem mình đo tiếp từ đường mũi lên nó sẽ như thế nào đó, thì nó một đoạn nữa thì nó sẽ bằng cái đoạn trên trán đúng không, thì cái đoạn ngắn đó các bạn cứ tự các bạn tập ước lượng dần hả, bạn tập ước lượng dần thì sau này nó sẽ quen, các bạn sẽ bỏ dần cái công đoạn đi. Đây chỉ là một cái phương pháp để các bạn tập luyện dựng hình thôi, chứ không phải là dựng hình mình phải đo đo xíu xíu như vậy thì nó mất rất là nhiều thời gian ha, thì mình đo lại thử nó ngắn hơn bao nhiêu nha các bạn. Đó, mình đo lại nó ngắn hơn bao nhiêu này, thì nó ngắn hơn một khoảng này, thì nó tầm 1/2 của cái khoảng này nữa là được đó, thì mình sẽ thơm vào đây, thì mình sẽ đo tầm đây. À đây thì nó gần bằng nào không không đúng đúng không, thì mình sẽ cho nó ngắn lại một xíu nữa. Ngắn lại một xíu nữa đây, rồi mình sẽ đo đây thì không đúng hả, nó tầm 1/2 của cái 1/2 của 2/2 đây thì nó mới đúng hả, thì mình cho sẽ nó ngắn hơn một xíu nữa tầm đây đó, thì mình ước lượng này đó, 1/2 này, 1/2 này, 1/2 nữa này, là cái con đó là mình cảm thấy ok rồi đúng không, thì mình sẽ gạch ngang qua đó, thì mình đưa lại cái đường đây mình từ từ thôi nha các bạn, mình sẽ gạch ngang qua đây, thì đây là cái chân mũi ok cho bạn. Rồi tiếp theo mình muốn tìm cái đường mí mắt dưới này, à, cái đường mắt này, thì mình cũng tiếp tục như vậy, mình đo lên, đo từ trong mũi lên và đo từ mũi tới mắt nha, sau đó mình so sánh từ cằm lên trong mũi, thì từ cằm lên mũi nó dài hơn một xíu, thì đây mình cũng cho dài hơn một xíu đây, lên mình cảm thấy ok rồi này, thì mình đưa lên đó, là nó là ngay ngay cái phần mắt ngang qua nha các bạn đó, thì cái phần ngắn này thì mình cần đo như vậy thôi, mình không cần đo lại luôn á, tại nó nhỏ là nó ít ít bị lệch. Rồi tiếp theo thì mình muốn đo hai bên tai này này, mình đo hai bên tai đây, thì mình đo như thế nào, thì mình cũng đo từ bên tai đây qua bên tai kia, sau đó mình sẽ đo lại ở đây, thì nó sẽ bằng thế nào, thì nó dài hơn đây, thì thôi bây giờ mình lấy cái đường chân tóc đây trước đã ha, mình đo từ kèm lên xong rồi cho ngắn hơn phần đầu một xíu là được ha, ngắn hơn phần chân tóc đây lên một xíu là được đó, thì mình cỡ đây rồi giống qua đó, đây là hai vùng tay sẵn rồi, mình lấy cái đường mép tay luôn, là mép tay nó dưới cái đường chân mày này một xíu, thì từ đây ra mình chỉ cho nó dưới một xíu này, là nó có cái đường mép tay nè, đây là mép tay nè, tay nha các bạn. Rồi, từ đây mình cho nó dưới một xíu nè. Rồi tiếp theo kia
mình muốn lấy cái đường trong mép đó anh ha. À, thì các bạn tới đây thì các bạn cũng biết cái đo rồi, cái đo cũng tương tự thôi. Các bạn đo đây, rồi các bạn so sánh với các điểm mà mình đã đo đó, thì nó sẽ trùng như thế nào. Thì nó dài hơn cái đó một xíu nè. Đó, nó dài hơn đó một xíu đúng không? À, dài hơn một xíu nè, thì mình cho nó dài hơn cái đường trên đó một xíu. Và được, là tương là hai cái biên mặt đó. Đây là biên mạch này, cái biên ở bên thái dương này. Đó. Đó, rồi tiếp theo thì các chi tiết còn lại nó cũng tương tự như vậy thôi. Thì có hai bên thái dương rồi, mình đo từ từ thái dương vào cái phần này thì mình đã mình tìm ra cái đường mắt nhé. Thì mình so sánh với cái điểm này, à là nó dài hơn cái đường trong mũi nó một xíu. Thì từ kèm mình đo lên đường trong mũi dài hơn một xíu, xong mình đưa qua đây, mình đưa vô đây là nó có cái, à cái đường mắt là nó ở dưới đây nha các bạn, đường mắt chỗ đây thì mình đưa xuống đây, mình gạch qua cái đường con mắt chỗ đây, đó là cái mép mắt đó nha các bạn. Đó thì mình có cái mép mắt ra nè. Rồi tiếp theo cũng như vậy, mình đo từ mép mắt ra vùng thái dương, rồi xem mình so sánh với điểm dưới đây thì nó cũng ngắn hơn một xíu vậy, cũng như nãy thôi, mình cho ngắn hơn một xíu. Xong mình đo từ vùng thái dương vô thôi. Đó, thì nó chỗ đây. Đó, thì có vùng max rồi, tiếp theo thì lấy cái vùng đây. Rồi, rồi thì mà có cái phần đây rồi thì các bạn chỉ cần nhìn thí dụ như cái phần max đó này. Phần mắt đây giữa phần mắt đây với phần thái dương này, các bạn chỉ nhìn sơ qua thì các bạn thấy thì cái vùng thái dương này vào nó còn sẽ gần hơn một xíu, thì các bạn cho ra, các bạn chỉ cần cho nó gần hơn một xíu, các bạn gạch ra cho các bạn cũng không phải đo đâu ha. Đó, xong rồi so sánh bên đây thì từ vùng thái dương này vào phần mắt này, hoặc là vào phần đây thì tương đương với 1/2, mà vào đây thì nó ngắn hơn một xíu thì các bạn cũng cho đây. Đó. À, tạm đây. Rồi thì tiếp theo đã có mép mắt rồi nè, thì muốn lấy cái đường mũi thì các bạn chỉ cần dám từ từ trên mắt xuống mũi thôi, cho các bạn cũng không cần phải đo rồi chỉ cho phức tạp đâu, thì dám từ mắt xuống mũi nè. À, dám từ mắt xuống mũi nè. Mình thấy bên đây thì nó lôi qua một xíu nè, nó lôi qua một xíu nè, thì mình cho đây nó lôi hơn xíu xíu là được. Tạm đây. Đó, thì tiếp tục bên đây thì nó quen là mình thấy nó hơi vô trong, nó bang luôn nè các bạn. Thì mình cho nó bang cái đây là được ha. Thì xuống dưới đây nó bang chỗ đây là được. Đó. Rồi, khi mà có các điểm như vậy thì các bạn muốn nói vào thì nó cũng đơn giản. Thì cái đây các bạn có thể ước lượng từ cái vùng trong mày này xuống vùng mắt này thì đó sẽ như thế nào. À, đây thì phần mí mắt trên là 1/2 hả, các bạn chỉ cần nhìn sơ qua là biết thì 1/2 của này xuống. Đấy, 1/2 của phần đó là tức là cái phần mí mắt nè, từ đó xuống chia hai, đã xuống đó chia hai là mắt, trong phần đó là mình gạch qua cái phần đây nó hơi lõm xuống một xíu, mình đưa lên đây thì mình cũng đây đây là quay nè, đây là cái mép trong, đây là mép quay đó, thì mình chỉ cần cho nó lõm xuống một xíu đây, xong mình cua lên đó. Đó. Rồi bạn nối lại nè, khi mà có các điểm như này rồi các bạn nối từ điểm đây qua điểm này thì nó rất là đơn giản, quá nhỏ. Tương tự bên đây cũng vậy, thì cái phần đây nó sẽ lõm xuống một xíu nè các bạn, đây xong lõm xuống một xíu xong lên còn đây, thì có cái điểm đây rồi, điểm trong này một xíu nè, thì đây cũng các bạn chân ra một xíu nè,
xong rồi lõm xuống một xíu, xong cua lên đây đó. Đó là có mép dưới rồi, thì bên đây các bạn cũng xem nè, nó cũng gần như là 1/2 của đây đúng không, thì các bạn chia 1/2 đó, là 1/2 là bằng mí mắt trên nè, xong phần đây là một phần hai là cái đoạn này. Xem các bạn đưa xuống một xíu là tới một đây, đưa xuống một xíu. Các bạn đánh nhẹ nhẹ thôi. Đây này, đưa xuống một xíu. Sau đó các bạn nối lại nè. Cho nghiêng qua đây, nối lại xuống đây. Đấy, xong cái đoạn này nó xíu nhiều hơn nè các bạn. Đó. Trên nhiều mắt. Xong rồi người mắt phần đại thì các bạn có thể tương tự như thế, thì cái mép miệng này các bạn cũng có thể giống ra hả. Đó, từ từ mép xuống nè, từ chính tâm người xuống nè, là người xíu nữa. À, từ, các bạn có thể giống xuống, hoặc là giống đây xuống đây. Đây chính tâm người xuống. Xong tiếp theo phần miệng này các bạn có thể đo cho nó chắc ha. Đây. Dài hơn một xíu. Đây là hai phần, đây là một phần đúng không? Thì mình đo ra. Đây là một phần này. Đó, xíu. Đây, đây là phần mép miệng ở dưới nè. Xéo xuống đi vô đúng không? Rồi, xéo xuống này đi vô. Rồi. Lại xéo xuống đi vô. Cái phần này thì với các bạn cho dày hơn đâu xíu thôi, tại các bạn nhìn ra thì các bạn có thể mấy phần nhỏ nhỏ này các bạn có thể tự ngắm tự ngẫm ra, nhưng không còn phải đo là từ đầu tới cuối đâu hả. À. Đó. Rồi tiếp theo nối cái phần đó là hơi khó nha các bạn. Đó, thì đài tép vô một xíu thì các bạn tép vô một xíu nè. Sau đó các bạn thì cái phần nghiêng này á, các bạn để ý mấy phần gấp này, thí dụ như phần gấp chỗ đây đúng không, phần dao này luôn, phần gấp chỗ cái gò má này thì nó ở dưới miệng một xíu đúng không, là nó ở tâm đài đúng không. À, dưới miệng một xíu là nó tầm đây, thì các bạn hãy để ý cái tầm ý cái này, nó có một cái điểm gì đó để mình có thể ghi nhớ được á, thì các bạn để ý chỗ đây. À, xem các bạn giống lên chỗ đây đúng không, thì nó ở ngay tầm đây đi xuống này, là nó là cái đường đại xuống nè, thì các bạn chỉ cần để ý cái phần đó. À, từ cái phần đại đi xuống nè, là ngay chỗ này. À, từ phần đại đi xuống thì ngay cái cam này đúng không. À, thì mình tương tự là mình từ cái đường mép đây nè, từ mép đây đi xuống đây, bạn xiên vô một xíu xong cua xuống đây, cũng khá đơn giản chứ không phải gì đâu các bạn.
Đó, các bạn nghiêng qua một xíu là đi vào đấy đúng không? Đó, xong cái từ cái phần gấp này, các bạn đợi ý tiếp cái phần gấp ở cái đoạn này nè nha các bạn. Đó, thì từ cái đây, các bạn thì đợi nghe phần này thì giao, chúng ta sẽ cho giao nhau nghe phần này ha. Đó. Đó, thì nó các bạn lộng nhau một đây một xíu thì các bạn cho nó xíu nhau một xíu. À, gia nhập cái phần đó thì các bạn chỉ cần để ý các điểm nối thôi. À, rồi cái phần tai thì trên mũi một xíu đúng không? À, các bạn chỉ cần nhìn qua một xíu là đây. Còn không thì các bạn cũng có thể đo, nhưng mà đo thì nó là lâu hơn. Đó, xong các bạn đo lên. So với cái điểm nào mà nó trùng đó. Đây thì từ tầm đây vô nè. Đó sẽ bên từ từ kèm lên tay đúng không? Đó thì đã qua là tay ngay đây đó. Thì các bạn chỉ cần nhớ các điểm thôi, các bạn đo ra thì tay này xẹo đây. Mấy cái phần nhỏ nhỏ này thì các bạn không cần đo, còn nhìn ra cái hình các bạn tự tập ước lượng dần. Đây này nó cong vô quá hả, mình cho ra một xíu. Đó. Vậy tiếp theo thì phần này thì mình giống qua thôi, nó thấp hơn phần này một xíu nè, thì mình cho nó thấp hơn. Đấy, tầm đại qua nó chỗ này. Theo phần tay không qua, tay ở đây hơi dài rồi, cho vô một xíu đi. Mấy cái phần đài thì các bạn có thể nhìn sơ qua là các bạn biết rồi, nó không có phức tạp lắm, các bạn cũng không cần phải đo này nọ. Video hướng dẫn đây là kết thúc nha. Các bạn cảm thấy khó phần nào hoặc là muốn mình hướng dẫn thêm ở phần nào thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới hoặc là đặt câu hỏi ở phía bên dưới, mình sẽ làm các clip hướng dẫn và up lên cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye bye, nhớ đăng ký kênh nhé.